lại với clip tiếp theo của mình nhá. Thử thách hôm nay khá là khắc liệt các bạn ạ. Hôm nay chúng tôi sẽ thử thách ngâm đá ăn kèm nhá các bạn nhá. Đây, ba người có ba thùng đá rồi, mọi người sẽ ngồi vào đấy. Thì chúng tôi sẽ chơi trò chơi cân trọng lượng. Ai mà đoán gần đúng trọng lượng nhất sẽ được ăn kem, và ai sẽ hết 7 que kem đầu tiên sẽ là người chiến thắng, và người chiến thắng sẽ nhận 1 triệu đồng từ tôi nhá các bạn nhá. Ừ, bạn ơi, hôm nay thử thách ngâm đá thì cái vòi vay của tôi nó lại sun vào rồi các bạn ơi. Thì hôm nay tôi sẽ cố gắng để lấy 1 triệu nhá. Đoán trúng 7 vòng này là ra luôn các bạn ơi. Ok. À này, với số đá này thì đối với tôi nó ít quá các bạn ạ. Ngày trước cái đây 15 mà tôi đã sống 20 năm ở Bắc Cực rồi các bạn ơi. Tôi toàn để chim hết. Chưa có vị gì, chim nước vẫn thẳng tưng. Hôm nay tôi ăn chặt kèo này nhá các bạn nhá. Tôi nhất định sẽ là người chiến thắng, phải giữ lại 1 triệu đồng nhá. Giờ không nói nhiều các bạn ơi. Ôi giời ơi. Lạnh phết các bạn ạ. Hôm ra giờ mình đứng chân thôi, từ từ hãng ngồi. Giờ chơi đứng chân đi. Ừ các bạn ạ. Thì tôi định làm thử thách là mà không ai chịu được đấy. Thôi bác mặt đi ra ngoài đi. Giờ sẽ một mình tôi mới bảo chơi nhá các bạn nhá. Rồi, tao bảo là không biết đoán thì Hiếu sẽ là người chơi cho Bảo nhá. Rồi, giờ hai người chơi. Và đây vòng đầu tiên nhá, đây là cái cốc nhá. Vừa tôi bảo chưa nhờ các bạn ơi, thì Bảo thì không biết cân nên lại thì Hiếu sẽ là người đại diện nhá. Rồi. Bảo chỉ việc chịu đựng thôi. Đây cái cốc nhá các bạn nhá. Cái cốc này cũng khá là nhẹ, nó không nặng lắm đâu. Rồi, tôi đã có kết quả. Tôi và Bảo đã có kết quả nhá. Ừ, okay. Các bạn ơi, của tôi là 340, của tôi 250. Ờ, kết quả cái cốc này là 258 nhá. Ui giời, lại bảo ăn. Ờ, đây, ăn kem. Bảo cứ ăn 7 que kem trước, Bảo sẽ là người chiến thắng. Cố lên, cố lên. Ờ các bạn ạ, thì cái này chúng tôi chỉ chịu chân thôi các bạn ạ, chưa chịu cả đít xuống là chắc là nhanh ấy lắm. Nhanh chết lắm các bạn ạ. Ờ các bạn ơi, em bảo anh nhanh lên. Vậy là cái vòng đầu tiên thì tôi đã thua nhá. Vòng đầu tiên là Bảo với cả Hiếu các bạn ạ. Thì Hiếu là người cố vấn cho Bảo nhá các bạn nhá. Đấy, cũng khá lạnh các bạn. Hôm nay là thời tiết nó là cũng là chuyển sang mùa thu rồi, chớm đông rồi các bạn ạ. Chớm đông rồi các bạn ạ, cũng khá là buốt. Căn bản là cái này cũng do là cơ địa của tùy từng người các bạn ạ. Có người chịu được, có người không. Đó. Thì là đấy, để xem ai mà chạm 7 que kem trước thì người đó sẽ chiến thắng nhá. Ok. Cố lên, cố lên Bảo ơi. Rồi. Bảo ơi, chân thấy gì chưa? À, Bảo mạnh gớm nhỉ, chưa lắc đầu các bạn ơi, lắc đầu. Em bảo mạnh nhỉ? Không ạ, cơ địa tốt. Tem tôi khả năng nếu mà chịu lạnh thì có Bảo với cả Côn, với Phong ạ. Phong ngày xưa nó chịu lạnh tốt. Người nó nhiều mỡ sao, hay kiểu gì. Rồi bạn ơi, như vậy là vòng đầu tiên nhớ nhá, mọi người nhớ nhá. Cái vòng này là rồi. Chỉ có 250 thôi. Rồi, sẵn sàng chưa Bảo? Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với vòng thứ hai nhá. Đây là một cái lọ chè này đây. Lọ chè thì đã dùng bây giờ còn chỉ còn 1/6 thôi. Đó. Nhớ chưa? Đây là lọ này bằng xanh thủy tinh đấy em. Đó, đã có kết quả anh gọi nhá. Mọi người bắt đầu phân tích đi. Các bạn ơi, của tôi là 230, của tôi 290. Ờ các bạn ơi, như vậy là kết quả của cái lọ chè là 197, Côn là người gần nhất nhá. Ok các bạn ơi, vậy là vòng thứ 2 tôi đã san bằng tỷ số với Bảo nhá. Sao đấy mình tưởng ấy hóa ra ấy thế à? Ấy thế hả? Nhẹ thế à? Các bạn ơi, lại chơi cả lại ngâm dưới chân nha. Nặng nó lên đến não rồi, giờ ăn kem nó từ đến não nó đâm xuống chân nữa. Như vậy tỷ số bây giờ là 1-1 nhá. Ngồi uống kem dừa, kem nhạnh luôn. Cả kem đậu xanh thì nó dướng nhạnh. Bà ơi, xin nhê gì không? Xin nhê gì? Thân chủ ấy của em chưa xin nhê gì cả. Bảo là có người cố vấn là Hiếu các bạn nhá. Anh Bảo anh ấy mạnh mà các bạn ơi. Anh Bảo từ nãy giờ mặt chưa có vị gì các bạn ơi. Vẫn tỉnh bơ như sáo. Tốt Bảo ơi. Chưa ăn thua gì. Ngon nhỉ. Thì các bạn tuyệt đối không nên làm theo anh em chúng tôi nhá. Vì anh em chúng tôi là những vận động viên chuyên nghiệp à. Nặng nặng là chân là trở hết cảm giác rồi các bạn. Tại vì sao Côn để ngâm được nhỉ? Cái này tưởng ngâm nó bút đến tận não chứ. Cố gắng rồi. Nó tê thì nó chắc chắn. Thì các bạn ơi, thì chơi này tôi tới 2 que kem mà khá lâu rồi. Thì giờ tôi sẽ rút xuống chạm 5 trước sẽ là người chiến thắng nhá. Ok không Bảo? Múc. Múc.
Anh bảo ơi, liệu anh bảo anh có thắng được không? Chắc chắn. Rồi, các bạn ơi, như vậy là chúng ta sẽ sang vòng thứ 3 nữa. Sẵn sàng chưa? Đây là một cuộn giấy đa năng này. Đây là dùng chùi rất nhiều loại này. Chùi mùm, chùi mép, chùi đít, chùi các thứ các bạn ơi. Đã có kết quả các bạn nhá. Mọi người phân tích ba cái vòng đầu tiên ấy các bạn ơi, vòng cái cốc thì là hơn 250. Rồi, hiểu có kết quả chưa? Hơn 200 và tiếp tục là cái lọ này. 130. Tôi 160 nhiều rồi. Các bạn ơi. Kết quả chính xác là 129,5 thì là ui giời ơi. Bảo lại là người ăn nhá. Lại quá. Tốt. Các bạn ơi, xem tôi đẳng cấp chưa? Anh Bảo mạnh mà các bạn này, tôi thì đã mạnh rồi đấy. Thi đấu hai người, thi đấu với anh Côn này, anh Côn tuổi gì? Bảo đọc ba cái hết cơ kem à. Bảo ăn nhanh thì chân nó đỡ lạnh. Bởi vì anh em mình ăn đến 5 que trước rồi, hiểu không? Tốt. Anh ăn cấp tốc đi, mình chỉ còn 3 que nữa là thắng rồi. Ok. Cứ chơi đi, nếu mà thời gian mà ngắn quá thì cho trọng tài để xin cho mấy thời nó chơi cho nó bớt như bạn nhá. Đấy, 5 cái này là đủ rồi, tầm mười mấy phút là đủ rồi. Cố lên Bảo ơi. Bảo có Hiếu yểm trợ, Hiếu về cái đoán này là nhằng này, Hiếu này cũng thắng rồi. Hiếu căn bản hay thục thóc à? Hay thục thóc của bố mẹ đi, nó áng chừng được các bạn nhá. Mỗi lần nợ thì nó không giả tiền mặt mà bảo chủ nợ đến áng khóc. Đấy, không toàn lỗ hết à? Tốt Bảo ơi. Rồi, xong rồi. Tiếp theo đây, vật phẩm tiếp theo đây. Các bạn ơi, vật phẩm tiếp theo nhá nhá. Tôi sẽ cho các bạn cái này nó sẽ khó hơn này. Đấy, đây là cái loại rôn kem đánh răng. Đây là kem đánh răng của trẻ em các bạn nhá. Cái này thì chắc chỉ dùng được 1-2 lần thôi, 1-2 lần đánh ấy. Rồi, đặt xuống đây. Chỉ 1-2 lần đánh thôi, không nhiều đâu. Khả năng nó coi như là còn nguyên đấy. Phải phân tích được nhé các bạn nhá. Đây đã có kết quả rồi. Rồi, của tôi đã có kết quả. Của tôi 70g. Của Côn là 110. Của Hiếu là 70g. Tổng là 100,5. Côn ăn nhé các bạn nhá. Cách có 10g.5. Ok rồi. Các bạn ơi. Vậy là tỷ số đã hai đều rất là gay cấn luôn các bạn ơi. Thì tôi sẽ cố gắng ăn kem nhanh. Vì chân ở đây nó rất là lạnh các bạn ạ. Bảo ơi, xin nhê gì anh em. Phòng có quay sát vào chân Bảo đi Phòng ơi. Mạnh thật các bạn ơi, không phải đâu, đâu không phải tùy từng người đấy, tôi không chịu được thật. Bảo thật sự là vẫn cứng lắm bạn ơi. Bảo vẫn ok. Các bạn này hình như anh Bảo vẫn lên thần kinh rồi. Tốt. Không nhờ lại ăn kèm quá. Bảo khả năng ăn rồi. Cái này nếu mà chơi chịu lạnh thì chắc anh Côn chưa chắc là thắng được Bảo đâu thật. Sao ngoài đâu? Bảo thì ngày xưa thì là các bạn căn bản là tôi cố gắng thôi chứ mua đồ về rồi chẳng lẽ lại không làm các bạn hiểu không? Bảo thì ngày xưa là rất kiểu như làm nghề. Hiếu ơi, Bảo ngày xưa là chơi làm nghề bốc mộ ở Bắc Cực đó. Nó mới lạnh nó chịu tỏi. Rồi sẵn sàng chưa? Rồi. Có cảm nhận gì không Bảo ơi? Bảo xưa không em? Mút. Rồi bạn ơi, chúng ta sẽ đến tiếp theo là đây là một quả táo nhá. Quả táo vào bị cắn một miếng gọi là táo khuyết này, nhìn kỹ chưa? Rồi. Táo cắn dở. Đây là số gam của nó nha bạn nhá. Đã có kết quả. Tôi đoán vẫn phải ngang với cái trước. Quả táo cắn dở. Rồi, Hiếu đã có kết quả nha các bạn nhá. Chúng ta sẽ chờ Côn. Của tôi là 100g. Ở các bạn ơi. 190. Tốt các bạn ơi, như vậy là quả táo này thì Hiếu là người không được ăn các bạn ơi. 195 rất là xa. Cái này là 133 các bạn ơi. Các bạn ơi. Bán 5 quả là 1 cân các bạn ơi. Vậy là tôi ăn cái kem cây thứ 3 nhá các bạn ơi, nhanh lên. Ôi giời ơi, lạnh lắm rồi. Tốt, tôi đang đoán là 2 lạng rưỡi một quả, từ từ tôi mua là 5 quả nó là 1 cân các bạn ơi. 5 quả. Nhẹ thế nhỉ? 5 quả sao được 1 cân nhỉ? Nhẹ thật đấy. Anh cười sao khóc rồi các bạn. Bảo nhanh nhanh rồi chưa? Chưa. Trời ơi, Bảo chưa đi. Bảo mới phải chưa xin nhanh rồi tôi xin nhanh lắm rồi các bạn. Chẳng qua là tôi phải cố gắng thôi. Chẳng hạn lại thua Bảo là chưa đủ thời gian đâu. Bảo em có lại không? Buốt không? Anh thấy thứ ba đó. Mình thua đi mình ơi. À mình thua đi mình ơi.
Tôi nghe là anh bảo đấy chơi chơi ấy như này là sự may mắn nhiều. Và nếu bạn nào mà chơi chịu lạnh thì tôi đoán chắc anh bảo sẽ chiến thắng anh Côn thật. Chẳng lẽ là bỏ bạn cơ nít. Bảo tốt đấy, gọi em bảo chịu lạnh. Đúng chưa? Bảo em cảm giác của chân nha, bây giờ thế nào đâu? Đi trường, bây giờ em cứu lại trọng tài mà chơi đến chặng 10. Bảo anh xin em bảo anh Côn xin thua. Anh bảo anh chơi chặng 10 để anh Côn xin thua đi. Chặng 10 á, hỏi không? Anh đừng bảo mạnh lắm à? Chấm chặn 7 chơi nữa rồi. 11 thôi cứ chơi đi. Tôi nghĩ là sẽ có thằng bỏ cuộc thôi. Qua đây vòng này sẽ nó sẽ giảm đi một tí các bạn nhá. Đây là một cái thìa inox dày đấy Hiếu ơi. Rất là dày. Bằng inox. Rồi. Rồi chơi chưa? Rồi. Nhìn mặt sợ quá. Đặt chưa? Rồi. Thôi bác bảo đặt đi. Đặt đi rồi chơi đi. Ủa. Bác bảo đấy, bác tưởng cháu lạnh thật à? Cháu đang giả vờ đấy. Các bạn đã có kết quả của cái thìa nhá. Đây là một cái thìa inox. Sờ thì nó em có kết quả rồi, anh không phải nhìn. Rồi. Các bạn ơi, tôi là 70. Tôi 80. Hiếu đoán chuẩn thế. Tại vừa nhìn kết quả đúng không? Nhìn đâu? Nhìn thấy đấy nào các bạn ơi. Tổng cái thìa inox là có 46 gram thôi. Em biết đây là lừa rồi. Em biết là lừa rồi. Các bạn ơi, thế này chơi tự nhiên ăn kem làm gì? Thế này chơi là chịu lâu trước thôi. Ra còn hơn là lại vừa chịu lạnh là vừa ăn kem. Chắc là bảo nó chịu lạnh nhiều hơn, nó lại thắng thì ăn rán nhỉ. Không, ăn kem để biết là mình đoán nó đúng hay vòng ạ. Đoán đúng là vòng, quan trọng vẫn là lạnh ra. Tỷ số bây giờ là 4-2 nhé. 4-2 đây rồi. Bảo ơi, lạnh chưa? Chưa. Ái là bảo mấu rồi. Bảo tăng lên cơ 7 cho anh, chặn 7 cho anh. Chặn 7 rồi, đang chặn 7 rồi. Em nhà bao nhiêu 4 xuống 5 rồi. 4-2. Nói chung là các cái vật phẩm ngày hôm nay thì khó đoán đấy. Vật phẩm ơi, hoảng hoảng quá. Giờ anh ấy bảo thử nhấc chân lên để xem chân nó biến dạng chưa nhá. Nhấc lên xong rồi lại bỏ xuống nhá các bạn nhá. Đây là chân của tôi nè. Rồi bên cả hai đều sưng hết rồi. Các bạn ơi, hơi thâm thâm rồi. Đây là chân tôi, đây là chân Bảo. Nhưng mà Bảo chân dày lắm. Thôi em ơi, bỏ xuống đi em ơi. Đấy để thử cho các bạn xem để anh em mình chơi khắc liệt như thế nào thôi. Chân Bảo nhìn như cá chê. Rồi các bạn mà thấy hay thì các bạn hãy chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem ủng hộ anh em chúng tôi nhá. Mới bắn thứ 4. Ba phe nữa là chiến thắng rồi đấy. Cố lên. Bây giờ các anh tỷ số bây giờ là 4-2 vẫn nghiêng về Côn cho nhất. Bảo vào ngủ giấc đợi à? Ăn lâu thế. Ơi, giờ đẳng cấp về tăng đá nhá. Có tăng sò không? Tăng luôn đấy thì mà thử vào. Các bạn ơi, lấy gì đủ là cho nó bằng cơ. Ok, yên tâm. Khắc vun bắt lấy cái bát to á. Các bạn ơi, giờ chúng tôi là sẽ tăng hò lên mà nhá. Và trong nhà nữa bát to cái trong to á. Wow, đều được. Các bạn ơi, giờ tôi sẽ tăng hò lên này. 5 cái đi. Tăng là 5 cái nhá. 2 3 4 Rồi, 5 này hơn chưa? Rồi các bạn ăn tôi ăn xong kem nhá. Rồi. Cạo đây, tiếp tục là tăng khó bên này nè. 1 2 3 4 5 Rồi, ok. Bảo ơi, coi gì chưa? Chưa. Em ơi, Bảo tưởng anh kêu đấy, Bảo kêu anh là lạnh thật, anh kêu giả vờ. Biết được không? Không biết được. Hiếu ơi, mày bảo anh lạnh thật là anh kêu giả vờ. Anh Côn nói chung là cố gắng thôi. Cố gắng thôi các bạn ơi. Cứ như bác bảo ạ. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với dòng tiếp theo nhá. Đây một cái vật phẩm đang có trên tay mọi người này. Mọi người cầm có thể đo luôn áng chừng luôn. Anh bảo đoán cái này bao nhiêu? Rồi các bạn ơi, đã có kết quả nữa. Một rồi. Cái khá là nhẹ. Các bạn ơi. Ôi, nhảy linh tinh hết. Rồi, ok, đã im rồi. Im chưa? Rồi. Im rồi. Các bạn ơi, anh bảo cái này là 3 nhé các bạn nhé. Có nghĩa là 30 gram, tôi sẽ chốt 30 gram cái này.
theo anh Bảo chốt luôn, tôi phải nhiều khi phải ra ý kiến của khán giả nhé các bạn nhá. Tôi 30. Tôi 40. 40 gọi là đây là kết quả của cái bảng này, nhìn tưởng là nhẹ nhưng thực ra nó cũng rất là nhẹ. Bạn ơi. 86 g. Nặng thế à? Các bạn ơi, vậy là tôi đã ăn cây kèm thứ 5 nhá. Đi. Ôi các bạn đã rồi. Mình thua là 2 rồi, thua thế nào là 3 vòng liền các bạn. Bạn như vậy thì tỷ số bây giờ là 5-2. Kém quá mình hiểu rồi. Bây giờ chỉ đợi anh Khôn về phải chơi đến 15 que đi Bảo ơi. Các anh Khôn chơi 15 que em, mình thắng. Em chơi thế nào phải để cho thân chủ em đớp dần lên để lên lên tỷ số đi. Toàn thân chủ của em chỉ đợi anh Khôn xin thua cuộc thôi. Bây giờ chỉ còn lại thân chủ của em đòi lên 15 que thì anh Khôn chơi không? Em ngay từ đầu nói 7 rồi em ơi. Bảy là sức chịu đựng và cố gắng lắm rồi các bạn. Tốt. Giờ tôi đã ăn cái kem thứ 5 nhá. Cố lên. Bảo vẫn chưa xin nhê gì các bạn ơi. Bảo vừa sáng đi làm dịch vụ bạn ơi, đã kiếm 1 lít. Sáng được mít chưa anh Bảo? Mít rồi. Hả? Đã vẫn chưa đủ nạnh, cắt trên tay ra nạnh à? Rồi các bạn ơi, nhanh lắm hả? Rồi, các bạn thua sẽ đến vòng tiếp theo nữa. Cái này mọi người ăn cơm suốt ngày này. Đây là cái bát. Đá trứng này, đây là bát hoa hồng các bạn ạ. Đá có kết quả bạn ơi. Đấy, dừng luôn. Rồi. Một cái bát đấy gạo không nữa là ba lạng rồi. Nhỏ cái thằng Hiếu mà anh không hiểu mày tính công cộng gạo làm gì. Mà biết còn tính là thường thường nó là 4 lạng rưỡi cả bát. Rồi các bạn ơi. Tôi 150. Tôi 200. Rồi các bạn ơi, như vậy là cái tổng cái bát này là 186 nữa. Tôi cách có hơn 120 thôi. Cuối cùng tôi được đớp. Các bạn ơi, cái thứ 6 rồi. À, nhanh lên là người chiến thắng. Bảo ơi, Bảo chửi thân chủ em đi. Bảo ơi, sao tại sao em lại tin tưởng thằng Hiếu để cho vào cả cho phòng vào thì nó phải đỡ hơn không? Anh thèm ăn kem chưa? Tin. Đó. Rồi. Tốt. Vòng này ăn. Vòng này. Tôi phải đợi người chơi của tôi phải thèm kem thì tôi bắt đầu tôi mới chơi các bạn ơi. Đúng rồi. Đây. Rồi. Bây giờ các bạn ơi, thế này bây giờ chúng tôi chơi thì ngâm người vào đây, ngâm đít vào đây. Bảo ơi, em ngâm chịu được tốt nhưng mà anh chỉ cần một cây nữa là anh thắng em rồi đấy. Em không được 1 triệu đâu. Em chửi thân chủ em đi, thân chủ em rốt rồi đấy. Bảo thì sức chịu đựng khá là tốt nha các bạn. Nhưng gặp thân chủ ngu à. Gặp cái thằng đi thuê cái thằng cố vấn rốt. Được rồi bảo. Được. Rồi. Xong rồi. Xong rồi. Chúng ta sẽ đến vòng tiếp theo rồi nhá. Đây là một cái hộp bút bút màu của trẻ em mà đang bị khuyết. Hai bút. Bằng tất cả bằng nhựa hết chứ ơi. Các bạn ạ. Tê ở chân một giờ không có cảm giác là ăn được các bạn. Ơi. Chúng ta đã có kết quả đấy các bạn nhá. Bao nhiêu anh Bảo? Mấy cái này chỉ sấp xỉ như những cái trước thôi. Đúng chính xác. Đã có kết quả chính xác nó dừng luôn các bạn nhá. Cứ chốt 130 đi. Tốt. 130. Tốt. Thì tầm đấy thôi. Cái hộp này thì thực sự nó cũng nó là cái loại nhựa đẻo các bạn ơi. 130. 170. Các bạn ơi, như vậy là cuối cùng em Bảo đã được ăn rồi. Tổng trọng lượng cái này là 82 g. Ok. Ăn đi anh Bảo ơi. Bảo hút. Các bạn ơi, cố gắng để thắng cái trò đấy các bạn. Thắng là sao được, em thả cho anh mấy vòng mà anh tưởng ngon ăn. Bảo, ôi các bạn, bây giờ tôi đứng lên tôi ngồi mỏi quá. Các bạn ơi, chân giờ mất cảm giác rồi thật các bạn ạ. Các bạn ơi, lại bỏ lên một lần nữa cho các bạn xem chân nhá. Bảo ơi, xem nó có biến dạng hơn nữa vòng trước không? Bảo ơi, thử bỏ lên nào. Các bạn ơi, lần này hình như thâm hơn lần trước. Các bạn ơi, Bảo còn thâm hơn tôi. Các bạn nhìn hai người này ai thâm hơn? Các bạn ơi,
Miếng thịt của Bảo như là thịt chợ chiều ấy. Rồi Bảo ơi, lại bỏ xuống đi. Thịt ôi à. Bảo xong chưa? Tết tù đi, có phải là ai không? Cái đấy là nhờ thân chủ Bảo nó kích ăn nên nó nhanh thì thằng bên cạnh thì được. Không cần, bên tôi không cần phải ăn nhanh. Dạ Hiếu nó chơi chiến thuật các bạn ơi, Bảo chịu đựng tốt. Anh Bảo ăn từ rồi, ok múc. Rồi múc rồi các bạn. Vòng tiếp theo chúng ta sẽ đến với đường bình đựng nước của hãng Peter Pit. Cái này cố. Cái này mình phải cố gắng đúng là mình về đích mới được. Cái này nó cũng rất là nhẹ, cái này nó rất là mỏng này này. Nhựa mềm. Như bên em gấp bao nhiêu lần cái vừa nãy đi. Rồi. Đã có kết quả rồi nhá. Đây là nhựa mềm ấy, nghe mọi người nghe tiếng gõ của nó là rất là mỏng. Ok. Tôi đã có kết quả. Ok. Tôi có kết quả các bạn ơi. Của tôi 150. Em ơi, thế em ăn giá à? Nhẹ mà một của tôi vẫn 50 rồi. Các bạn ơi, như vậy là tổng trọng lượng của cái bình đựng nước này là 115 gram nhá. 115 như vậy là Hiếu cách đây cái 35 thôi. Anh tận cách 65 cơ mà. Tôi rồi cách hơn 60. Bảo ăn tiếng cái này. Ai ăn vãi ở đây? Ôi, mình tưởng nó nhẹ thế mà cỡ. Ai ăn vãi ở đây? Các bạn ơi, tôi sắp được kỳ bên nơi rồi. 54 rồi đấy. À 64 rồi đấy. 64. Bảo ăn nhanh lên nói. Anh ra chậm đi em, anh ăn chậm đi em. Có cái cuối phải cho được ông cô xin thua. Nếu mà bây giờ mút anh đi. Anh ra chậm rồi, anh mút cho em, mút từ từ cho em, không cần phải ăn nhanh. Em ơi, ăn kem nha, ai chơi mút kem em. Chơi anh mút cho em. Em ơi, mới đầu là anh bảo chơi ăn kem đấy, không chơi mút kem mút đâu. Mút kem em, mút. Đúng rồi, mút như thế đấy em, mút đúng rồi. Mút. Tại con. Hiếu ơi, em sai luật đó, anh bảo chơi ăn vào. Ăn thử thôi. Đúng rồi, anh cắt một tí một đấy, cắt tí một đây. Là em phân tích cái kem thế nào đi em. Ngon không? Bảo ơi. Lại nhớ. Em ăn thay lên Bảo ơi. Một tí một thôi, anh chỉ cắt một tí một thôi. Bảo ơi. Đúng rồi, cắt thế thôi. Em biết em là em trai anh không? Không, bây giờ trong cuộc chơi phần thưởng 1 triệu không em trai hay gì hết, em bảo. Anh hiểu không? Các bạn ơi, quan trọng là 1 triệu. Bọn này là chơi chiến thuật các bạn ơi. Quan trọng là 1 triệu, không quan trọng mà em trai tầm này không em biết gì hết. Giờ là không em biết. Tiền thưởng là trên hết. Tiền thưởng là trên hết. Tốt. Anh đang chậm đi em. Hiếu ơi, em chơi đẹp đi em ơi. Ôi, con này anh mà ăn kem thì bên em không ăn được. Không phải em chơi đẹp, anh cứ xấu cái gì. Được chưa anh Bảo ơi? Rồi, ok, vòng tiếp theo đây. Ôi, các bạn ơi, tôi sẽ cố gắng dứt điểm cái vòng này. Các bạn ơi, vòng này tôi sẽ lưng lên vờ nó khó hơn một tí các bạn nhá. Rồi, nhanh lên các bạn ơi. Đây là cái đế của máy ép nước cam là 1 này. Thôi bác bạn chơi một cái thôi, đừng công vào cái kia nó nhớ rồi. Ok. Nhớ sao được anh. Rồi, đồng một cái này thôi. Đây là ly lốc nhá các bạn nhá. Cái máy ép nước cam này. Cái này bằng lốc đảo. Rồi, đặt xuống đi. Rồi. Đặt chính chưa ra rồi, dừng chưa? Rồi, đã rồi. Dừng. Rồi, của tôi là 70g. Tôi 105. Rồi, các bạn ơi, như vậy là côn tổng cái trọng lượng của cái máy này là 85g. Côn cách 15g, còn Hiếu cách 25. 25. 80g. Bảo ơi, Bảo ơi. Gì đấy? Tốt. Em ơi, rồi. Rồi, em bảo ơi. Mình tha cho anh Côn đi. Vâng, bạn ơi, như vậy là video ngày hôm nay thì cuối cùng là chặn 7 này Côn đã ăn hết 7 cái kem các bạn ơi. Chân thằng nào cũng như là thịt chợ chiều luôn, như thịt bò. Như thịt bò. Các bạn ơi. Tôi bước ra đây. Bạn ơi. Đứng lên. Sưng rồi. Sưng lên rồi. Rồi các bạn ơi. Chẳng lẽ tôi mua đồ về tôi lại bỏ video. Thật sự là tôi rất cố gắng luôn các bạn. Bảo mà chiến thắng 12 vòng nữa cho anh xin thua thật. Dạ thế nữa, thắng được cái vòng này nữa mình thua rồi. Bây mình thắng luôn. Rồi các bạn ơi. Vậy là video của tôi đã giữ lại 1 triệu đồng nhá các bạn nhá. Các bạn có thấy video hay không? Các bạn mà cái video này nhiều like nhá. Các bạn này, nhiều like đi. Tờ 2k like, tôi sẽ bắt tất cả bọn này ngâm người trong nước đá luôn các bạn ơi, ngâm ở trong cái thùng này nhá. Nếu mà 2k like em ơi, 2k like
Thì các bạn mà thấy video hay, các bạn chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhá. Thì video của tôi đến đây là kết thúc. Rồi, bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Bye bye.